Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, giữa những bản làng vùng cao của tỉnh Quảng Trị, ngày nay còn tồn tại những ngôi nhà dài được xem là biểu tượng về đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Paco, Vân Kiều. Đây còn là biểu tượng của cả một dòng họ. Đúng với tên gọi của mình, mỗi căn nhà dài thường dài bằng 3 đến 4 căn nhà sàn kép lại. Để làm nhà dài, ngoài chuẩn bị vật liệu là những loại gỗ quý, đồng bào còn tốn nhiều công sức và thời gian. Có những ngôi nhà dài phải mất đến 3 năm mới hoàn thành. Trong đó, gian chính giữa luôn là phòng khách và cũng là nơi diễn ra các sinh hoạt quan trọng của đại gia đình. Nhà dài thể hiện sự đoàn kết, tính cộng đồng của người Paco. Đồng bào nơi đây quan niệm anh em, con cái phải ở gần cạnh nhau để bảo ban, chia sẻ, chăm sóc lẫn nhau. Và đặc biệt lúc đau ốm có người kịp thời tương trợ. Do đó, nhà dài không đơn thuần chỉ là nơi trú ngụ. Ở các xã A Bung, A Ngò của huyện Đắk Krông ngày nay chỉ còn khoảng 3 đến 4 căn nhà dài. Dù không còn nhiều, nhưng mỗi căn nhà dài ở đây đều chứa đựng một phần hồn phách của người Paco. Cùng với sự phát triển ngày nay của đời sống xã hội, những ngôi nhà dài không còn nhiều ở những bản làng phía tây của tỉnh Quảng Trị. Đây là một nét văn hóa đặc trưng của người Paco, cần được bảo tồn, gìn giữ và phát huy. Và nếu đến với miền Tây của tỉnh Quảng Trị, quý vị và các bạn hãy thử một lần ghé qua những căn nhà dài để cùng trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng nơi đây.